rất là lâu rồi mình mới lại xuất hiện trong cái bối cảnh kệ sách với cái hồ sơ của mình đó. Hình như từ sau cái đợt dịch mà đi làm trở lại là mình quay ở ngoài đường hoặc là mình quay ở công ty luôn. Hôm nay nhìn cái bối cảnh phía sau nó hơi bề bộn đúng không? Không phải là bình thường nó như vậy đó các bạn. Bởi vì mục đích hôm nay của mình để nó như vậy, để mình giới thiệu cho các bạn xem là trong quá trình mình đi làm luật sư mấy năm nay, mình đã làm những cái bộ hồ sơ như thế nào. Không phải nó có bao nhiêu đây đâu các bạn. Qua tới bên đây nó còn bên đây, phía bên đây, phía cái kệ phía bên kia nữa, nó còn mấy dãy nữa. Hoặc là có những bộ hồ sơ xong khách hàng rồi thì mình trả lại cái bộ hồ sơ mình chụp ở trên tờ cho khách hàng để họ lưu. Ví dụ như là làm sơ thẩm lên phúc thẩm hoặc không có nhờ mình nữa thì mình cũng trả lại bộ hồ sơ sơ thẩm để lên phúc thẩm hoặc làm tự làm tiếp. Hoặc là có những bộ hồ sơ mà mình thấy là nó không có những cái điểm hay đó, cho nên là mình cũng không có giữ lại, xong rồi mình bỏ luôn để cho nó trống bức mà nó sắp đầy hết rồi. Cho nên hôm nay mình sẽ chia sẻ lại với các bạn về những cái hồ sơ mình đã làm nè, mình còn giữ đó. Mình lọc lên thêm một lần nữa, mình bỏ bớt cho nó trống để mình để hồ sơ mới. Chứ để riết là mình sẽ không còn chỗ để nữa, riết nó rất là lộn xộn các bạn. Các bạn thấy là, ý là những cái hồ sơ mình còn giữ nha, mà nó bao nhiêu đây là các bạn cứ tưởng tượng đi là trong khoảng thời gian ấy mình đã đọc hết bao nhiêu hồ sơ đây, bao nhiêu cái tờ giấy A4 và bao nhiêu con chữ đó. Đây chỉ là những cái hồ sơ mình còn lưu đó nha. Tương lai thì nó sẽ đọc nhiều hơn nữa, càng ngày nó càng nhiều đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chủ đề chính của video ngày hôm nay. Mình bắt đầu từ cái phía sau lưng nha. Lấy cái này được chưa? Những cái bộ hồ sơ này mình không có sắp theo thứ tự thời gian mình làm, cho nên là mình sẽ không có nói theo thứ tự thời gian, mà đụng tới cái bộ hồ sơ nào thì mình sẽ nói cái bộ hồ sơ đó ha. Đầu tiên đây là một cái bộ hồ sơ ở Đồng Tháp. Cái hồ sơ này là một cái hồ sơ về thừa kế tranh chấp đất đai ở huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp. Đây là bộ hồ sơ đầu tiên mà khi mình bắt đầu công tác ở công ty Tâm Quang đó. Đây là một hồ sơ giống như là hồ sơ test đầu vào vậy đó. Ngày trước mình có làm một video chia sẻ về cái vụ án này. Nếu các bạn có quan tâm thì xem lại video đó, thì trong đó mình cũng nói sơ sơ về cái bộ hồ sơ này. Tranh chấp đất đai giữa mấy anh chị em, trong đó nó cũng có di chúc. Nó đang xen nhiều thứ đó các bạn. Vừa là đất đai của hộ gia đình, cấp sổ cho hộ gia đình đó, rồi có di chúc, nhưng mà trong di chúc thì có một phần nó vô hiệu, rồi hợp đồng tặng cho nữa, có một loại có một phần hợp đồng tặng cho vô hiệu nữa. Nói chung là bộ hồ sơ này nó rất là nhiều mảng trong pháp luật dân sự, chứ không phải chỉ riêng về cái việc là thừa kế hoặc là chỉ riêng cái việc đất đai ha. Rồi tiếp tục, đây là một bộ hồ sơ tranh chấp lao động của một công ty ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đang với một nữa, trong đây có hai. Thời đó hình như mình có quay, lúc đó hình như mình có quay một cái video mà đi ra tòa Củ Chi mà hòa giải đó. Thì cuối cùng hai cái vụ lao động này đều hòa giải thành các bạn. Tòa không có đem ra xử mà đều hòa giải thành hết. Công ty trả cho người lao động một khoản tiền và hai bên chấp nhận thỏa thuận đó. Thì đây là hai vụ lao động ở tòa huyện Củ Chi. Tiếp tục. Cái này mỏng thôi. Cái này là một cái vụ khách nhờ mình soạn một cái di chúc. Bởi vì không có công chứng được cho nên họ nhờ mình soạn một cái di chúc là có người làm chứng ở nhà thôi, hai người làm chứng đó. Miếng đất, đất này cũng nhiều đó các bạn, bạc ngàn luôn, bởi vì nó ở dưới Cà Mau đó, U Minh, rất là nhiều đất. Còn cái tờ này là một cái khai sinh ở Việt Nam, nhưng mà lúc đó khách nhờ mình làm gì ta, để mình mở rồi mình coi. Tiệm đó mình làm là chứng nhận lệnh sự một cái khai sinh ở Việt Nam để sử dụng ở bên Malaysia. Bộ này là cái bộ mình photo lại để làm gì? Lưu kinh nghiệm, có ai cần thì mình cho họ xem thôi. Rồi tiếp tục, đây là một cái vụ án tranh chấp lao động ở tòa quận 1. Như lúc trước mình có làm một video mình ngồi với Ninh Kiều, mình chia sẻ về cái quá trình mình thương lượng. Cái vụ này cũng thương lượng thành công, chứ không phải là tòa xử theo một bản án. Thương lượng thành công rồi, bên công ty trả tiền cho người lao động. Công ty trả tiền cho người lao động rồi, mình đại diện người lao động là mình rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện và tòa án ra quyết định là đình chỉ giải quyết vụ án chứ không có xét xử. Rồi tiếp tục. Đây là một bộ hồ sơ về một cái tranh chấp đòi nợ giữa mấy người bạn thân. Trong đây là hai người bạn thân còn sống đi kiện chồng của một người bạn thân đã chết để đòi nợ. Nhưng mà nó phức tạp cái chỗ là cái người bị kiện đó, họ chết, bây giờ đi kiện cái người thừa kế của người chết đó để thực hiện nghĩa vụ do người chết để lại.
cái vụ này ở tù 11. Hiện tại nó đang trong giai đoạn thi hành án. Đến giai đoạn thi hành án thì mình không có làm nữa. Mình làm ở trên tòa xong là ngừng rồi. Rồi tiếp theo đây là một vụ tranh chấp ly hôn. Tranh chấp ly hôn cư trú nước ngoài ở tòa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những cái vụ này mình cũng có quay video chia sẻ cái ngày mình đi tòa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó. Các bạn có quan tâm thì xem lại cái vụ này ha. Tiếp theo đây là một cái bộ hồ sơ tranh chấp đất đai. Cái vụ này tranh chấp đất đai ở huyện Bến Lức của tỉnh Long An. Trong cái vụ này hình như mình có chia sẻ về cái việc là trong cái video nói về ý nghĩa của dấu lăn tay đó, thì mình có kể sơ sơ cái vụ này nó liên quan đến cái việc là có một cái tờ xác nhận là cam kết trả đất gì đó mà người ta không thực hiện cho nên đi kiện. Sơ thẩm lần thứ nhất thua, sau khách hàng kháng cáo thì lúc khách hàng kháng cáo lên phúc thẩm lần thứ nhất đó, khách hàng tới bên mình, lúc đó bên mình làm xong là hủy án sơ thẩm để quay trở lại sửa sơ thẩm lần thứ hai. Thì vòng sơ thẩm lần thứ hai bên mình đã làm và tòa đã tuyên cho khách hàng của mình thắng kiện rồi. Hiện tại nó lên giai đoạn phúc thẩm lần thứ hai. Tuy nhiên là giai đoạn phúc thẩm lần thứ hai thì mình xin không làm hồ sơ này nữa. Đúng là cũng có những cái cơ sở để bảo vệ khách hàng của mình, nhưng mà mình cứ thấy nó sao sao, mình không có muốn làm tiếp ở trong giai đoạn phúc thẩm. Cho nên là giai đoạn phúc thẩm mình không có làm tiếp cái hồ sơ này. Rồi tiếp tục. À, đây là một cái tranh chấp vì thừa kế. Cái bộ này không phải là hồ sơ mình làm, người ta chỉ mới gửi hồ sơ cho mình đọc thôi. Mình có tư vấn cho khách hàng là nên đi khởi kiện. Hiện tại là đi tìm thông tin tài sản của ba khách hàng để lại rất là khó. Chỉ khi nào mình ra tòa mình yêu cầu tòa thu thập thông tin thì sẽ dễ cung cấp hơn. Sau đó là mình tư vấn cho khách hàng nên đi khởi kiện. Tuy nhiên khách hàng nói là đang có một số khó khăn về tài chính, cho nên khách hàng vẫn đang suy nghĩ và chưa có thuê mình làm cái vụ này. Tiếp theo, hai cái này là nó chung một bộ. Tuy nhiên là cái này là cái bộ mình đi chụp ở trên tòa về nó dạng gì nè. Nhưng mà sau khi mình lựa thì nó có rất nhiều thứ trùng và có nhiều thứ là mình sẽ không có sử dụng. Trước mình có quay kết quả là mình thắng kiện ở giai đoạn sơ thẩm tòa nhà bè đó. Các bạn có quan tâm thì xem lại video đó, mình cũng chia sẻ sơ sơ về nội dung vụ án đó. Cái vụ này, cái bì này nó mỏng bởi vì cái ruột như là lúc đó mình thì nén mình đã giao được cho khách hàng một ít rồi. Cái vụ này chỉ là một cái vụ tranh chấp về đòi tài sản giữa hai anh chị em trong nhà thôi. Tình tiết nó cũng đơn giản, không có gì là phức tạp. Cho nên là hồ sơ đó sơ thẩm xong là không ai kháng cáo trơn. Cho nên là đi thi hành án rồi, lúc đến lúc giai đoạn thi hành án thì mình không có làm. Rồi tiếp theo đây là một cái tranh chấp. Nó liên quan đến đất đai, nhưng mà cái người đi khởi kiện, người ta khởi kiện một cái vụ án hành chính. Sơ thẩm, khách hàng thua, phúc thẩm thì thuê bên công ty mình làm. Thì đợt trước phúc thẩm là mình đã thắng kiện cái vụ này rồi nè. Mình có chia sẻ cái video về kết quả thắng kiện với hành chính đó, là cái bộ hồ sơ này đó. Rồi tiếp theo, đây là một cái bộ hồ sơ. Bộ hồ sơ này nó có hai cái bìa, bởi vì ngày xưa nó có một cái bộ hồ sơ bản chính nữa, nhưng mà sau đó mình trả lại cho khách hàng rồi. Bộ này không có làm được, bộ này lâu rồi, làm chung với một người bạn đồng nghiệp ở công ty cũ. Nó liên quan đến một cái hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Cái rủi ro của bên phía nước ngoài, cái vụ này định bảo vệ cho bên phía nước ngoài nha. Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nhưng mà lại chuyển tiền trước cho bên bán ở bên Việt Nam. Thì sau đó là bên bán không có giao hàng và sau đó nó trốn mất tiêu luôn. Mình tư vấn lúc ban đầu là đi tố giác, nhưng mà khách hàng không có lựa chọn tố giác. Khách hàng lựa chọn là đi khởi kiện một vụ án dân sự. Nhưng mà quán nhân sự không có tìm thấy địa chỉ của bị đơn, là tòa nó không có giải quyết. Cái vụ án nó lâu lắm, mình cũng không cung cấp được địa chỉ hiện tại của bị đơn. Cho nên là mình nói với người bạn đồng nghiệp của mình là mình không làm cái bộ hồ sơ này nữa. Do đó là mình trả lại bộ hồ sơ gốc cho bạn đó, mình chỉ giữ lại bản photo thôi. Rồi tiếp tục. Đây là một cái bộ hồ sơ ở tòa cấp cao. Nó xử sơ thẩm bởi tòa tỉnh Bình Dương. Cái vụ này mình chỉ hỗ trợ cái bạn đồng nghiệp cũ của mình thôi. Hình như cái vụ này lần đầu tiên. Ngày trước mình làm chung pháp chế doanh nghiệp với nó đó. Sau đó nó đi qua công ty luật nó làm. Thì nó làm luật sư trong vụ này. Nhưng mà lần đầu tiên là nó bỡ ngỡ các bạn. Cho nên là nó nhờ mình đi theo. Một cái ông đó ông làm thành viên góp vốn cho một công ty trách nhiệm hữu hạn. Sau đó là lúc đó thì ông được làm cái tư cách là đại diện theo pháp luật. Thì trong thời gian đó nó có tranh chấp xảy ra nội bộ công ty đó, ổng vẫn còn tư cách là đại diện theo pháp luật. Cho nên ổng vẫn còn ký những cái lệnh chi và rút tiền được. Sau đó ông đã rút 500 mấy chục triệu của công ty đó. Lúc đầu công ty cũng có tố giác nhưng mà không có thành công, nó không có dư hình sự. Thì chuyển qua khởi kiện một vụ án dân sự.
thì bạn của mình, bạn đồng nghiệp cũ đó là phụ trách cái vụ này ở tòa tỉnh Bình Dương, bởi vì nó cứu tố nước ngoài. Sau đó lên phúc thẩm ở tòa cấp cao thành phố Hồ Chí Minh thì nó có nhờ mình đi theo đi ra phiên tòa để cho nó đỡ bỡ ngỡ đó. Thì mình chỉ đọc hồ sơ và đi theo. Cái vụ này mình được một cái bữa ăn uống thôi chứ nó không có thù lao gì nhiều hết. Rồi tiếp theo là một cái tranh chấp hợp đồng vay tiền ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Nhưng cái vụ này trước đây mình có làm video rất nhiều lần chia sẻ mà đứng trước trước cửa tòa huyện Cần Đước mình quay sao. Nội dung đơn giản thôi, đã đi cho vay tiền xong con nợ không trả thì khách hàng đi khởi kiện và đòi tiền. Tuy nhiên điểm đặc biệt của nó là sơ thẩm khách hàng thắng, sau đó là phúc thẩm thì bị hủy án, quay trở lại sơ thẩm lần thứ hai thì sơ thẩm lần thứ hai khách hàng thuê mình thì bên mình làm tiếp tục thắng sơ thẩm lần thứ hai. Đến phúc thẩm lần thứ hai thì khách hàng không có thuê mình nữa, bởi vì họ có kinh nghiệm rồi, cho nên là họ nhà bên mình tư vấn và họ tự làm ở giai đoạn phúc thẩm, và cuối cùng là phúc thẩm tuyên họ thắng kiện và hình như đi thi hành án được rồi. Rồi tiếp tục, đây là một cái vụ về tranh chấp thực kế ở Vĩnh Long. Cái vụ này thì mình không có làm, mình chỉ mới nhận hồ sơ, mình đọc hồ sơ rồi mình tư vấn hướng cho người ta thôi. Tuy nhiên sau khi mình đọc thì mình thấy là không cần thiết phải theo đuổi yêu cầu giám đốc thẩm đó, bởi vì cái vụ này sơ thẩm, phúc thẩm rồi các bạn. Tuy nhiên cái khách hàng mà đưa cho mình cái bộ hồ sơ này nè, họ là một trong những người thừa kế và họ đã nhận phần của họ rất là đàng hoàng rồi. Nhưng mà trong vị trí họ là không muốn nhiều hơn, cho nên mình tư vấn là không có được. Người ta chia như vậy, tòa chia như vậy rất là ok rồi. Quyền lợi của mình được bảo đảm rồi, không có nên theo đuổi nữa. Nó tốn thời gian công sức mà nó không có kết quả. Không phải cứ lên giám đốc thẩm là sẽ có kết quả đó các bạn. Trước đây mình cũng có làm video nói về việc giám đốc thẩm rồi. Nếu bạn nào có quan tâm thì xem lại video về giám đốc thẩm nha. Rồi tiếp theo, đây là một cái hồ sơ khách hàng gửi cho mình đọc rồi mình báo giá, mới báo giá thôi. Tuy nhiên lúc đó thì khách hàng không có thuê bên mình làm. Đây là một cái vụ đòi nhà, cái nhà ở gần chợ Bà Chiểu á. Cái nhà này là cái lúc mà sau khi thống nhất đất nước đó, nó thuộc dạng là nhà nước quản lý. Những cái người ở trong nhà này họ đi vượt biên, sau khi mà nhà nước quản lý rồi đó thì nhà nước đã bán lại cho người khác. Thì cái khách hàng mà đi gặp mình nói chuyện là cái người mua lại căn nhà do nhà nước quản lý đó. Thì những người đi vượt biên ở nước ngoài họ quay về nước, họ kiện đòi nhà. Thì sau đó mình có xem hồ sơ rồi mình tư vấn báo giá rồi, nhưng mà chắc là họ đi xem giá rồi nghe tư vấn báo giá nhiều nơi thì họ chọn cái nơi nào giá ok chút thì họ làm. Rồi tiếp theo, đây là một cái vụ cũng rất là đặc biệt. Cái vụ này nó liên quan đến ba công ty, liên quan đến ba công ty và một cá nhân. Trong đó người ta là ký hợp đồng mua bán hàng hóa rồi hoán đổi tài sản nhà đất các kiểu lâm la hết trơn, nó cũng rất là phức tạp nha. Nó phức tạp đến nỗi mà vụ này là tòa xử 6 lần các bạn. Sơ thẩm lần thứ nhất xong lên phúc thẩm hủy án, quay về sơ thẩm lần thứ hai. Cái phúc thẩm lần thứ hai hủy án sơ thẩm lần hai, quay về sơ thẩm lần thứ ba. Sau đó là lên phúc thẩm lần thứ ba thì cái án này mới có hiệu lực. Đó, cái vòng vòng của cái vụ này là như vậy. Lúc đó bên mình có xem hồ sơ, có đưa ra hướng làm cho khách hàng, có báo giá luôn nhưng để khách hàng suy nghĩ, và nghe suy nghĩ xong thì họ quyết định là không làm. Sao? Tại thấy là quá 6 lần là quá mệt mỏi rồi, đi lại là 6 lần và tốn rất nhiều tiền. Mỗi lần sơ thẩm, phúc thẩm, sơ thẩm, phúc thẩm mà 6 lần là thuê luật sư là cũng hết một mớ đoạn giai đoạn tiền đó các bạn. Lúc gặp mình thì hết tiền thuê rồi, cho nên không thuê nữa. Rồi tiếp theo, đây là một cái vụ này là một cái vụ tranh chấp ở Vĩnh Long. Tuy nhiên thực tế là không có nên đi tranh chấp nha các bạn. Ví dụ cái miếng đất là một cái địa này đi, nó bự như thế này. Sau đó cái khách hàng mà cái người đi tìm mình, họ mới làm thủ tục đổi sổ. Thì trong đó họ tách cái địa bự này ra thành một cái thửa nhỏ và một cái địa thứ hai nó bao quanh cái thửa nhỏ trong. Thì họ mới nói là ủa ngày sau mình có miếng đất bự như vậy mà bây giờ họ nhìn lại cái sổ thì miếng đất bự này thiếu cái diện tích không đủ. Tuy nhiên là họ lại không có coi là họ quên rằng là họ có một cái sổ thứ hai, sổ nhỏ nằm trong đây nè. Thì cái sổ nhỏ đó cộng với cái sổ bao xung quanh này nó ra là cái sổ cũ, chứ không có mất đất đâu hết. Vậy mà họ đi kiện đất hàng xóm, cho nên là sau khi mình xem là mình nói là tại sao đi kiện với mất công vậy, đất của mình vẫn là đất của mình, vẫn nằm ở đó, không ai lấn đất của mình cả. Tự nhiên mình nói mình bị mất đất cái mình đi kiện của hàng xóm, cái diện tích mình bị mất, cuối cùng tình làng nghĩa xóm tan nát hết trơn. Lúc đó mình mới tư vấn khách hàng, nó về rồi suy nghĩ lại cái chuyện là tại bỏ cuộc. Thực sự là hàng xóm không có lấn đất nha, mình tự suy diễn mình bị mất đất rồi đi kiện thôi. Tiếp theo, đây là một cái bộ hồ sơ tranh chấp đất đai ở huyện Đức Huệ của tỉnh Long An. Mình có làm video chia sẻ với các bạn đó, cho nên là mình không có nói lại chi tiết cái hồ sơ này. Rồi tiếp theo là một cái bộ hồ sơ tranh chấp đất đai tiếp tục. Bộ sơ này nó gồm hai phần. Cái bộ này là lúc khách hàng mới tiếp xúc với mình, họ gửi dưới quê lên cho mình đọc.
Còn cái bộ này là mình đến tòa tỉnh Đồng Tháp. Lúc đó mình có làm video, mình chia sẻ cái hành trình đi tòa tỉnh Đồng Tháp để chụp hồ sơ. Thì mình chụp hồ sơ về rồi nè, mình đã đọc rồi. Và mình thấy là không có cơ sở để bảo vệ khách hàng này. Mình thấy tòa sơ thẩm xử như vậy là đúng rồi. Cho nên là mình báo họ là mình chỉ tính chi phí đi lại, rồi xem hồ sơ, chụp hồ sơ như vậy thôi. Rồi lúc đó họ ký hợp đồng với công ty bên mình làm đó, thì đã thanh lý hợp đồng mà trả tiền lại cho họ. Bây giờ mình thấy là nếu như mình nhận làm thì không có cơ sở nhận tiền tội nghiệp ta, cho nên mình chỉ nhận cái tiền công sức mình đi xuống đó chụp hồ sơ, đọc hồ sơ thôi, chứ mình không có làm. Rồi tiếp theo đây là một cái vụ, đây là vụ về sơ thẩm rồi, phúc thẩm rồi, cái người này thua rồi nhưng mà họ vẫn muốn là soạn một cái đơn yêu cầu giám đốc thẩm xem xét lại giám đốc thẩm. Mình nói với các bạn trong nhiều video rồi, giám đốc thẩm nó không phải tự nhiên nó diễn ra, có cơ sở nó mới diễn ra. Tuy nhiên là họ vẫn muốn thuê mình, bên mình soạn đơn giám đốc thẩm. Thì lúc đó đã soạn cái đơn này rồi, mình chỉ soạn đơn thôi chứ không có tham gia, bởi vì giám đốc thẩm các bạn cũng không tham gia được. Rồi tiếp theo đây là một cái hồ sơ mua bán đất nền ở thị xã La Di của tỉnh Bình Thuận. Bên mình bảo vệ cho phía bên công ty, cái người đi kiện là cái người đi mua đất nền đó. Cuối cùng cái vụ này là thương lượng thành công. Cái vụ này thương lượng cũng có nhiều cái điểm rất là hay các bạn. Sau này mình sẽ, nếu có thời gian mình sẽ chia sẻ lại cái quá trình mà thương lượng cái vụ kiện này ha. Khách hàng đi kiện đợi tới 7 tỷ mấy lần, nhưng mà cuối cùng là họ chấp nhận thương lượng là nhận lại những cái khoản tiền mà họ đã đóng cho công ty, cộng thêm một khoản bồi thường từ phía công ty này thôi. Lúc đó họ nhận khoảng 3 tỷ mấy thôi. Rồi tiếp theo đây là một cái bộ hồ sơ ở trên quận 12. Thì bên mình đã bắt đầu cái vụ mà khiếu nại liên quan đến cái chuyện đó, khiếu nại trả lời xong rồi, yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai xong rồi. Và sau đó thì khách hàng của mình suy nghĩ là cái việc có nên đi kiện hay không. Khi kiện thì tại vì họ vẫn đang sống ở đây, bởi vì chỉ có họ ở đó thôi, mình luật sư mình ở chỗ khác, mình không có trải nghiệm được cuộc sống của họ. Cho nên là họ suy nghĩ cân nhắc nhiều yếu tố và họ quyết định là không khởi kiện. Cho nên lúc đó thì cái hồ sơ này ngừng lại. Rồi đây cuối cùng là hai cái bộ hồ sơ hình sự. Cho đến thời điểm bây giờ các bạn, tạm thời là mình không có làm án hình sự nữa. Trước đây mình làm hai vụ án hình sự, thì đó, đây là hai vụ án hình sự này nè. Đây là một cái vụ hình sự về gian lận bảo hiểm xã hội ở tòa tỉnh Bến Tre. Đợt đó mình có đi tham gia hỏi cung. Đó là cái vụ án hình sự lần đầu tiên mà mình có tham gia đi hỏi cung. Cái vụ án hình sự này thì lúc đó người ta hỏi cung hết rồi, nó đã qua cái giai đoạn điều tra rồi, nó đến tòa sơ thẩm, phúc thẩm hủy án, quay lại sơ thẩm lần thứ hai rồi, thì mình không có tham gia hỏi cung nữa. Tuy nhiên cái bộ hồ sơ hình sự này thì mình tham gia từ giai đoạn đi hỏi cung đó. Mình có quay video mà mình chia sẻ về quá trình mình đi tham gia hỏi cung là cái vụ này. Cái vụ này cuối cùng thì khách hàng không có bị phạt tù. Ở bên mình bào chữa theo hướng là xin chấp hình phạt tiền, và cuối cùng bị phạt tiền là 60 triệu. Không có phải án treo hay cải tạo không giam giữ hay là phạt tù gì hết nha. Còn cái bộ này nặng quá, để đi. Cái bộ này là cái bộ về cái vụ hình sự về lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Án sơ thẩm lần đầu tiên là xử khách hàng này 7 năm, sau đó lên phúc thẩm là phúc thẩm hủy án để quay trở lại sơ thẩm lần thứ hai. Thì sơ thẩm lần thứ hai bên mình bào chữa cho cái bị cáo này. Mình chia sẻ đó là một giống như là một cái kỳ tích lần đầu tiên mà mình làm ở trong hình sự, trong quá trình mình làm mình nghề luật sư luôn các bạn. Là cuối cùng là tòa tuyên là chỉ có 2 năm thôi. Cái vụ này xử vào cuối năm 2021, 31 tháng 12 2021. Mình cứ nhớ có làm video một ngày thử thách đi tòa. Đến nửa đêm mà lúc mình trên xe về là nghe tiếng pháo hoa chuyển sang năm 2022 đó. Trong quá trình đi làm luật sư của mình thì mình cảm giác đây là bộ hồ sơ, mình cảm thấy là công sức mình bỏ ra để đọc một cái món hồ sơ dày như vậy, lọc những con số và kết quả cho khách hàng khả quan, mình cảm thấy rất là vui. Và dấu ấn khó quên của mình trong quá trình đi làm nghề luật sư mà liên quan đến vụ án hình sự đó. Tuy nhiên là sau khi mình làm vụ án hình sự này và tiếp vụ án hình sự số 2 ở đây đó, thì mình có những cái cảm nhận riêng của bản thân mình, là mình cảm thấy là không có thích làm án hình sự cho lắm. Chủ yếu nãy giờ mình kể với các bạn đó, và những cái bộ hồ sơ tương lai mình sẽ kể các bạn là những bộ hồ sơ mình đang làm nè. Chủ yếu là nó về dân sự thôi, đặc biệt là tranh chấp về thừa kế, tranh chấp lao động là những loại án mình thích làm đó. Và thường xuyên là mình nhận làm những vụ án đó. Mình có chia sẻ những lý do tại sao là mình thích làm án tranh chấp thừa kế, mình thích làm án lao động trong những video trước, các bạn có quan tâm thì vẫn có thể xem lại video đó. Tương lai thì mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn về việc là tại sao mình không thích làm án hình sự. Hiện tại thì mình vẫn có nói chuyện, tiếp xúc với những người trong những cái hoàn cảnh mà họ cần tìm luật sư để làm cho họ trong những cái vụ án hình sự đó. Mình thấy là báo giá xong họ ok làm thì mình sẽ giới thiệu cho những anh chị em luật sư trong công ty làm,
hoặc là trong công ty không nhận làm thì mình sẽ giới thiệu cho những cái anh chị luật sư khác mà mình biết để họ làm những cái vụ việc đó. Cho đến thời điểm hiện nay thì mình vẫn chưa gặp một cái vụ án hình sự nào mình đọc xong mình thấy vỡ òa là à, tôi phải cố gắng làm hết sức trong cái vụ này. Chưa có một vụ án hình sự mới mình cảm thấy rất ưng ý để mà mình quyết tâm theo đuổi một vụ án hình sự để làm thay đổi những cái suy nghĩ của mình về quá trình mà làm án hình sự. Mình hy vọng thông qua video lần này các bạn sẽ thấy một chút xíu nào đó về công việc của một luật sư tranh tụng như mình. Nếu những bạn nào có nhu cầu tìm công ty luật thuê luật sư đó, có thể liên hệ với mình. Và trước khi kết thúc video này, nếu các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên cho mình một like ha. Đối với những bạn nào lần đầu tiên xem kênh chưa có đăng ký thì nhớ vẫn nhấn một nút đăng ký để ủng hộ kênh của mình trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.